Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình. Thì hôm bữa mình có đăng một cái video làm về cái nước chảy mà hút từ cái bình hồ cá lên một cái chai và chảy xuống lại ngược lại hồ cá, thì nó không xảy ra trường hợp đó. Thì hôm nay mình sẽ gửi cho các bạn đến với một cái trường hợp và có thể chảy được, với điều kiện là mình cũng làm giống như bữa hôm nhưng mà làm với một cái chai bự hơn. Thì ở trên đây là một cái chai đựng nước. Đây là đường ống ga, bữa hôm mình làm ngắn, bữa nay mình làm dài đúng theo cái video mà đăng ở trên mạng. Thì trường hợp này có thể chạy bệnh cũ, với điều kiện là cái đầu ra này nó phải thấp hơn cái mực nước trong cái hồ này thì nó mới chảy được. Còn nếu mà nó cao hơn thì nó dẫn đến là sẽ không chảy được. Nếu chảy thì chảy một thời gian, nếu vẫn làm với áp suất lớn thì chảy một thời gian thì nó cũng sẽ cân bằng thôi. Thì hôm nay mình sẽ chứng minh điều đó. Đầu tiên là mình sẽ mở cái van này ra. Thì cũng như được trước là cái hơi nó sẽ hút về phía trên. Đó các bạn thấy không? Hơi bắt đầu hút về phía trên nè. Đó, nhưng mà khi mình tạo một cái áp lực ngược lại thì nước nó sẽ chảy. Các bạn xem mình sẽ hút cái nước ngược lại nha. Đó. Thì nó sẽ chảy, nước nó sẽ chảy xuống. Đó. Bắt đầu là chảy một thời gian là cái ống ở bên này là nước nó sẽ chảy ngược cho lên trên. Nước vẫn chảy bình thường các bạn. Rồi để ở đây là mình cho nước cao quá không thấy, bây giờ mình sẽ xả bớt cái lượng nước mà cho cái mực này nó thấp xuống. Thì bằng cách là mình sẽ nhóm cái này lên trên cao. Thì cái hơi nó sẽ chảy ngược lại. Rồi khi nước nó chảy ngược lại xuống là mình sẽ hạ cái này xuống. Mình hút một hơi. Đó. Bắt đầu nước sẽ chảy lại bình thường nè. Rồi cái nước bắt đầu nó sẽ dâng lên, là nước trên ống màu xanh này nó sẽ dâng lên lại. Đó, bắt đầu nó chảy ra đó các bạn. Đó. Nước nó chảy ra. Ở dưới đây là nước vẫn chảy bình thường nha các bạn. Nhưng mà với điều kiện là cái mực nước này nó sẽ thấp hơn cái mực này.
cái mực trong hồ này này. Nếu mình dở cao hơn là mọi chuyện nó sẽ khác liền. Đó. Thì đây nước này nó cũng có quán tính nè các bạn, nhưng mà các bạn dở hơn cao hơn là mọi chuyện nó sẽ khác liền. Trường hợp này thì nó giống như là mình rút nước từ trong hồ ra thôi. Đây nè, nếu mình dùng cái này mình rút nước từ trong hồ ra thì nó vào trường hợp nó này nó sẽ rơi vào đúng như vậy. Nên mình sẽ thử làm thử cho các bạn xem. Đó. Đây là hai trường hợp mình giống nhau nha các bạn. Thật ra nó chỉ mượn cái này cho nó hoành tráng hơn thôi, chứ thật ra nó là cái nguyên tắc là như thế này. Hai bình thông nhau nha. Mực nước trên này cao thì nó sẽ chảy xuống mực nước thấp thôi. Nếu mà điều kiện mà chỉ cần mình nhóng cái đầu này nó cao hơn cái mực kia một chút xíu thôi, mực nước trong hồ một xíu là lập tức nó sẽ ngưng liền nha các bạn, lưu ý nha. Nếu mà trường hợp này thì nước nước trong này nhiều, nước này ít, nó chảy qua thì chảy vĩnh cửu. Nếu mà cung cấp cái lượng nước này nó đủ, nó không giật, nó không làm cái đầu ở trong đó hụt nước thì nó sẽ chảy mãi. Còn cái trường hợp này thì mình cũng làm video chứng minh cho các bạn biết là nó sẽ không thể nào chảy được. Nếu mà mực nước mà đầu ra cao hơn mực nước đầu vào đó, còn nếu mà thấp hơn thì chảy thoải mái thôi. Nó giống như trường hợp trên này thôi, giống như trường hợp này thôi, và nước trong này nó vẫn chảy ra bình thường nha các bạn. À, các bạn thấy nhìn kỹ nha. Đó. Như vậy là các bạn cũng vào mô hình nhỏ này các bạn cũng hiểu rồi, từ mô hình lớn cái gì. Nếu như mà các bạn muốn bơm nước vào một cái ao. Bơm nước vào một cái ao thì cái ao đó lượng nước nó phải thấp hơn cái nước mà chúng ta chuẩn bị lấy vào ao á. Thì đây thì nếu mình đối với ruộng đồng thì chúng ta có thể xả nước vào một cách bình thường, không cần quá cầu kỳ, không cần quá cầu kỳ như thế này. Thì bữa hôm mình làm một cái video chứng minh không không chảy được, thì có một số bạn lại tại sao làm video một cách nó không có ý nghĩa như vậy, nhưng mà thực chất các bạn khi nghĩ kỹ là nó sẽ có ý nghĩa. Nên nếu các bạn làm sai phương pháp thì nó sẽ không bao giờ chảy được. Thì video này mình muốn chứng minh một điều như vậy thôi, để các bạn biết mà các bạn có thể rút được kinh nghiệm và thể làm, có quyết định là có làm ra mô hình lớn hay không. Đó. Phương pháp này với phương pháp này là giống hệt nhau nha các bạn. Đó, thì các bạn xem và có thể rút ra được bài học và có nên tiếp tục làm một cái mô hình lớn để mà cung cấp nước cho nhà mình không nhé. Thì mình cũng rất mong là có một bạn nào làm được một cái phương pháp mà nước, cái mực nước trong bình, rất là mực nước đầu vào nó thấp hơn mực nước đầu ra. Nếu mà chảy được thì mình cũng tiếp thu ý kiến luôn nha các bạn. Nhưng ở đây mình là thử nghiệm với mô hình nhỏ là không được nha. Nước trên này nó vẫn chảy bình thường nha các bạn. Đây, nước trong đây nó vẫn chảy bình thường nè. Các bạn xem kỹ cho mình nha. Thì tại vì có nhiều bạn thắc mắc là mình làm video kia nó không có một cái chủ đích gì hết, nhưng thật ra nó có đó các bạn. Thì các bạn nào có ý kiến gì khác có thể bình luận để mình tham khảo cùng chia sẻ với nhau. Nếu mà cái trường hợp này mà có thực tại thì ở dưới miền Tây của mình á, sông Hồi rất là nhiều, áp dụng rất là hay, có thể tưới tiêu làm tất cả mọi thứ. Tôi quý nha, mình nhắc lại một chút xíu nữa là cái mực nước đầu vào nó cao hơn mực nước đầu ra thì nước nó chảy bình thường, không có vấn đề gì cả. Ở đây mình muốn đề cập đến một chuyện là mực nước đầu vào và mực nước đầu ra nó bằng, hoặc là mực nước đầu ra nó cao hơn, thì cái mô hình dạng này nó có chảy được như chúng ta đã nghĩ không. Thì ở đây là mình không thể chứng minh được. Nên mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn
Có ý mến thì hãy cho mình một like và share cho mọi người cùng biết. Nếu thích thì đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn.